Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục gửi tới các bạn với một thông tin nóng nhất có liên quan tới nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Và ngày hôm qua tôi cũng đã gửi tới cho các bạn một thông tin về vụ việc này rồi. Về vụ là Hoài Linh là bị tố, tức là không gửi tiền ra miền Trung, và số tiền là hơn 13 tỷ đồng mà anh đã quyên góp của các nhà hảo tâm để gửi cho đồng bào miền Trung lũ lụt năm 2020. Và câu chuyện của Hoài Linh càng ngày càng rất phức tạp các bạn ạ, rất phức tạp. Và sau đây thì tôi gửi tới cho các bạn với một thông tin nóng nhất vừa cập nhật được, đó là một cán bộ viện kiểm soát Trương Quốc Anh yêu cầu Hoài Linh công khai số tiền từ thiện 14 tỷ để bảo vệ thanh danh. Thưa các bạn, cán bộ viện kiểm soát Trương Quốc Anh livestream nói về tin đồn Hoài Linh ăn chặn số tiền 14 tỷ đồng. Đúng là một vụ việc càng ngày nghệ sĩ Hoài Linh càng rất là bận lòng. Vừa rồi trong một thời gian qua, ông đã dính líu đến là cái vụ việc mà bà là Nguyễn Phương Hằng đã tố ông hợp tác với là Võ Hoài Yên để lừa mọi người, lừa dân, thì đang còn là rất rầm rộ, chưa lời ngả mũ, Hoài Linh vẫn chưa lên tiếng. Nhưng ngày hôm qua thì Hoài Linh đã lên tiếng về cái số tiền. Và ngày hôm nay một cán bộ của viện kiểm soát cũng đã lên tiếng như thế này: sự việc Hoài Linh bị bà Phương Hằng đó là nói là có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên chưa có dấu hiệu là nguội, thì mới đây nam danh hài là vướng phải lùng xùm nói là ăn chặn số tiền 14 tỷ từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020. Cụ thể là tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh từng kêu gọi được số tiền hơn 13 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt. Và Linh xin phép như đã thông báo là chốt đến ngày 11 tháng 11 sẽ không dám nhận quyên góp nữa và lên đường về miền Trung với con số cuối cùng mà quý vị chuyển vào tài khoản này. Xin quý vị ngưng chuyển khoản và xin trân trọng cảm ơn quý vị. Đáng nói là kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đến nay là ngày mùng 5, tức là tháng 5 năm 2021, đã 6 tháng, dù vẫn sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều clip bài viết về các hoạt động trong cuộc sống trên là Facebook, hơn 12 triệu theo dõi, nhưng Hoài Linh chưa từng có động thái thông báo về việc đã chuyển số tiền này tới bà con miền Trung. Bàn về vấn đề này, cán bộ viện kiểm soát Trương Quốc Anh chia sẻ: mình nghĩ anh Hoài Linh chưa sử dụng thôi, vì nếu sử dụng mục đích cá nhân, nếu sử dụng cá nhân thì đi tù chung thân. Mình hy vọng anh Hoài Linh nên công khai để bảo vệ anh ấy thôi. Giống như mình, khi đi vào trong Nam, anh phát cho họ 2 triệu cũng bắt người ta ký. Và những gì nhà nào ông bà già không biết chữ, anh nhờ hàng xóm bên cạnh ký và viết đã xác là nhận tiền rồi. Mỗi người làm từ thiện một cách khác nhau, nhưng nên công khai. Vì nhà hảo tâm họ đổ tiền nên họ muốn công khai. Phải có tư lợi gì mới không công khai, đã chính nghĩa thì phải công khai. Đi từ thiện là để tạo phúc cho bản thân, mong rằng anh sẽ công khai minh bạch để lấy lại thanh danh cho chính bản thân mình, anh chia sẻ. Và trước đó Trương Quốc Anh cũng nhắc đến Hứa Minh Đạt trong clip thiếu văn hóa, không tôn trọng khán giả và cần được lên án. Thực sự không hiểu cảm xúc của các bạn khi xem video này như thế nào. Cảm giác của riêng anh không nghĩ đây là một người nổi tiếng đâu. Vì những phát ngôn mà không suy nghĩ mà nói thẳng ra là cảm giác thiếu giáo dục này lại là một diễn viên. Nếu như ngữ cảnh đây là một người
củ bơ, củ bất thì anh em mình không chấp, đúng không? Nhưng nó phát ngôn ra từ một người nổi tiếng như thế thì thực sự anh thấy rất là buồn. Có lẽ trong giới người nổi tiếng, nhiều người phải học lại cái môn giáo dục đó, là nên là đây là việc kiểm soát. Một là nhân viên, một anh này liên lạc trên mạng xã hội cũng biết về Trung Hoa rất là nhiều, và như thế này là rất là coi thường khán giả, không tôn trọng khán giả. Chúng ta cần làm gì? Tẩy chay, không xem chương trình của những người này có mặt nữa. Những người sử dụng TikTok không còn xa lạ với cái tên Trương Quốc Anh, một cán bộ của Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời được mệnh danh là người giải đáp trên mạng xã hội này. Bằng hiểu biết và uy tín của mình với pháp luật, xã hội, Trương Quốc Anh đã cung cấp cho dân mạng, đặc biệt là các bạn bè, những quan điểm, góc nhìn, kiến thức phù hợp, đúng đắn, giúp đỡ họ khi gặp phải vướng mắc, khó khăn liên quan tới pháp lý. Đồng thời anh được nhiều dân mạng coi là một thế lực tên là TikTok và sẵn sàng đương đầu với những kẻ lừa đảo, những hành vi vi phạm pháp luật một cách thẳng thắn, mạnh mẽ. Dù xuất thân từ một người làm công việc hành pháp, nhưng cách tiếp cận và chia sẻ của anh với các bạn trẻ trên mạng xã hội lại rất là gần gũi, đời thường, thậm chí có phần nhí nhỏm, hài hước nên được rất nhiều sự mến mộ. Thưa các bạn, ngày hôm nay một người cũng rất là nổi tiếng trên mạng xã hội và một người cũng làm bên hành pháp, đó là bên Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội, là Trương Quốc Anh, đã lên tiếng nói về nghệ sĩ Hoài Linh, mong nghệ sĩ Hoài Linh đó, mong nghệ sĩ Hoài Linh hãy đưa ra những lời lẽ để phân bua, cũng như là để bảo vệ thanh danh của một nghệ sĩ của mình, phải công khai minh bạch cái số tiền hơn 14 tỷ đồng này cho tất cả mọi người, đồng bào cũng như nhân dân trên đất nước Việt Nam, cũng như trong cô chú ở anh chị trong ngoài nước biết về cái số tiền này. Mấy ngày hôm nay đúng thật, càng ngày Hoài Linh càng thêm đau đầu, không biết anh giữ số tiền này lại làm gì. Hơn 14 tỷ đồng, đây một con số tiền đối với là mọi người quá khủng, nên càng ngày thì thấy cái vụ việc này nó càng rất là nóng và làm cho Hoài Linh càng ngày càng quá đau đầu, phải không quý vị và các bạn? Và tôi sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ này về bà Nguyễn Phương Hằng và Hoài Linh và những cái vụ việc khác để tiện gửi tới quý vị và các bạn nắm bắt và theo dõi. Đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.